Không ít người thường nhầm tưởng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà đều là một vị Phật, hoặc khi được hỏi đều không biết phân biệt ra sao. Trên thực tế, đây là hai vị Phật tách biệt. Một, khác nhau về lịch sử. Phật A Di Đà xuất hiện trong kinh Phật giáo, ngài là giáo chủ của Tây phương Cực Lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật có thật trong lịch sử, ngài là giáo chủ cõi Ta Bà. Hai, khác nhau về hình dáng. Phật A Di Đà mặc một chiếc áo cà sa màu đỏ, hở một phần tai bên phải, hoặc vuông ở cổ, trước ngực lộ ra chữ vạn có màu đỏ, mắt ngài nhìn xuống miệng mỉm cười. Và Phật Thích Ca thì có trên mình một chiếc áo cà sa tròn qua cổ có màu vàng hoặc nâu, nếu hở ngực thì sẽ không có chữ vạn như Phật A Di Đà, mắt ngài mở 3/4 hay ngồi trên tòa sen. Ba, khác nhau về tư thế. Phật A Di Đà thường trong tư thế đứng, hai tay bắt ấn xá hoa hoặc tay phải duỗi thẳng xuống và tay trái để ngang bụng. Phật Thích Ca Mâu Ni thường trong tư thế ngồi kiết xà, ta hay hai tay bắt ấn thiền hoặc ấn chuyển luân. 4. Khác nhau về vị Phật Bồ Tát đi cùng. Phật A Di Đà thường được thờ chung với Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ba vị Phật này được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Phật Thích Ca thường được thờ chung với hai tôn giả là A Nan Đà bên tay trái và Ca Diếp bên tay phải, hoặc tay phải là Bồ Tát Phổ Hiền, bên trái là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.